Chào các bạn, đây là video tiếp theo về cái phần tài liệu không bắt buộc. Thế ra cái phần tài liệu không bắt buộc nó sẽ bổ trợ cho cái phần tài liệu bắt buộc. Bổ trợ như thế nào? Bởi vì là mình nghe thì nói đúng không? Thì nghe thì mình đã nghe âm rồi, mình đã luyện cái âm đó rồi, nhưng mà mình sẽ được nghe tổng quát ha. Thì ở đây thì có một kênh mà nhóm đề xuất, đó là kênh You Can. Kênh You Can thì đang sử dụng cái level beginner cho các bạn, thì các bạn có thể nghe. You Can thì nó chỉ từ nghe cho đến luyện tập chỉ có 5 phút thôi, nên là các bạn sử dụng tối đa cái You Can để nghe, để luyện nghe. Ngoài ra You Can thì nó rất là ngắn trong một bài rồi. Ngoài ra bạn có thể sử dụng thêm cái Spotlight. Spotlight thì nó có một cái chủ đề nó dài hơn, ở tầm 10 đến 15 phút cho một cái audio và một cái chủ đề. Ở Spotlight thì bạn sẽ nghe được cái bật phát âm cuối rất là rõ, mà cái thiếu sót của của người Việt mình thì hầu hết là cái ở phát âm cuối, nên là mình đề xuất là sử dụng Spotlight. Bạn không cần phải là nếu như mà bạn sử dụng cái Spotlight mà theo cái chủ đề mà nhóm đề xuất thì bạn sẽ có lợi lợi thế là bạn có thể được nghe nhiều bạn ở trong nhóm cùng đọc cái bài đó, đọc cái đoạn đó. Còn nếu như bạn không thích cái chủ đề đó, bạn có thể tìm những cái chủ đề khác bằng bạn bỏ cái keywords ở cái phần search đấy, bạn tìm ra những cái chủ đề ví dụ như là music, fashion, food, healthy, nói chung là tất cả những cái gì mà bạn thích thì bạn cứ đánh ra đó, thì có thể những cái bài liên quan đến đến cái chủ đề mà bạn thích hơn. Một phần nữa mà các bạn có thể là bỏ qua, nhưng mà mình thì mình khuyên là không nên bỏ qua, đó là cái phần luyện hát. Cái phần luyện hát đó nó sẽ chỉnh âm cho các bạn, chỉnh cái giai điệu ngôn ngữ, bởi vì có một số bạn thì phát âm nó đang còn rất là cứng, hoặc là một số bạn thì nó hơi hơi quá mềm không, nên là cái phần mà học tập luyện hát ấy là các bạn sẽ được chỉnh về cái âm nó gần như chuẩn nhất. Bởi vì như người Việt mình ấy, người Việt mình thì có ba dòng Bắc Trung Nam và rất là nhiều dòng khác nữa, nhưng mà khi hát đúng không, khi hát sử dụng một cái bài hát phổ thông ví dụ như Trái Đất Này đi chẳng hạn, thì dù bạn nghe ở miền Nam hay miền Bắc đi chăng nữa thì khi mà hát Trái Đất Này thì vẫn là Trái Đất Này thôi, chứ không có luyện đi các cái từ từ địa phương khác hay là cái dòng khác nó ảnh hưởng vào đây. Một cái phần nữa là tip của mỗi tuần, tức là ở năm 2017 thì chị Cảnh đã đưa vào thêm cái phần tip của mỗi tuần. Thì ở mỗi tuần thì các bạn sẽ được luyện luyện đọc một câu thôi. I think about it, I think about it, I think about it. Thì khi mà nói cái câu đó thì bạn sẽ được cái nhấn nhả lên xuống, hoặc là nối từ trong câu. Thì là cái tiếp của cái phần thế đó là cái phần mà luyện tập không bắt buộc ấy, là cái phần nó bổ trợ cho cái phần mà bắt buộc. Nên là mình thì mình không biết là các bạn có thể sử dụng các cái nguồn tài liệu khác mà các bạn thích hơn, nhưng mà cái phần mà nhóm đã chọn lọc thì nó cũng là sát với cái chương trình, sát với cái lộ trình cho các bạn sử dụng, là cái lộ trình cho người mới bắt đầu nó phù hợp hơn. Thì ngoài ra thì bạn có thể sử dụng TED Talk, bạn có thể sử dụng ESLPOD.com, hoặc là một số cái website khác, hoặc là một số cái channel khác ở trên YouTube để các bạn có thể luyện nghe. Đấy là mình xin chia sẻ những cái mà mình đã được sử dụng ở trong cái tài liệu chia sẻ của nhóm. Về cái You Can thì mình nghe 2 đến 3 lần sau mỗi lần nghe. Còn cái Spotlight thì mình bật cả tuần, mình nghe cho đến khi nào mình cảm thấy thích thì thôi, hiểu được thì thôi. Còn cái phần tips của mỗi tuần thì là ở 2016 thì mình không đưa vào, chỉ Cảnh có đưa vào để cho các bạn luyện tập thêm. Rồi, những chia sẻ của mình đến đây là hết. Chúc các bạn sẽ luyện tập mà có hiệu quả.